Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mitsubishi Outlander, cái dòng xe crossover cỡ C gầm cao 7 chỗ ngồi của bên phía Mitsubishi. Mà trong video ngày hôm nay, ngày 17 tháng 4 năm 2024, thời điểm dịp giữa tháng cũng tương đối lâu rồi, Top KVN chưa cập nhật về mức giá của Outlander, cập nhật về những ưu đãi quà tặng phụ kiện của chiếc xe này và mức giá lăn bánh đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về cái mẫu xe này. Một chiếc xe mà có 7 chỗ ngồi ở phân khúc cỡ C, những anh chị, những khách hàng nào, những gia đình nào mà chúng ta thường xuyên cần tới 7 chỗ ngồi để di chuyển mà mức tiền của nó chỉ ở phân khúc cỡ C thôi, rất phù hợp, thì Outlander là một cái sự tham khảo cho quý các bạn. Một chiếc xe mà tại thời điểm này đang được phân phối với hai sự lựa chọn, một là Outlander phiên bản thường và hai là Outlander phiên bản premium. Cả hai phiên bản này đều giống nhau, đều sử dụng là động cơ 2.0 hút khí tự nhiên. Nó sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT mượt mà và êm ái quý chị các bạn nhé. Ở phân khúc tầm giá của nó thì cũng chỉ ngang với cả Mazda CX-5 hay là Hyundai Tucson thôi quý chị các bạn ạ. Vậy thì cụ thể từng sự lựa chọn tại thời điểm này của Outlander với những cái chương trình khuyến mại đâu đó lên tới gần 100 triệu quý chị các bạn ạ. Gần như là miễn 100% thuế cho cái chiếc xe Outlander này dành cho mỗi sự lựa chọn. Cụ thể như thế nào, mình xin phép cập nhật luôn như sau. Đầu tiên là Mitsubishi Outlander CVT phiên bản thường, một cái phiên bản tầm tiền dễ tiệm cận với mức giá niêm yết đề xuất của nó đang là 825 triệu đồng. Với những anh chị khách hàng nào ở Hà Nội, ở khu vực phía Bắc này, đại lý chỉ bán với mức giá còn lại là 744 triệu đồng thôi quý chị các bạn ạ. Giảm lên tới 81 triệu dành cho quý chị các bạn, giảm rất sâu đúng không ạ? Còn với những anh chị khách hàng nào ở khu vực miền Nam và thành phố Hồ Chí Minh thì giá cao nhỉnh hơn một chút, giá bán hiện tại đang còn lại là 763 triệu đồng. Với mức giá mà mình vừa đọc còn lại như vậy, lăn bánh ở tỉnh, các tỉnh khu vực phía Bắc này nhá, sẽ là 830 triệu. Ở Hà Nội lăn bánh là 866 triệu. Ở các tỉnh khu vực phía Nam sẽ là 849 triệu và thành phố Hồ Chí Minh lăn bánh là 869 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Mình xin nhắc lại, ở tỉnh phía Bắc lăn bánh là 830, ở Hà Nội lăn bánh là 866, ở các tỉnh khu vực phía Nam lăn bánh là 849 và ở thành phố Hồ Chí Minh lăn bánh là 869 triệu đồng. Đó là mức giá của Outlander CVT phiên bản thường. Giá niêm yết là 825 triệu, lăn bánh ở tỉnh đâu đó 830 triệu thì có phải là gần 100% lệ phí trước bạ rồi, đúng không ạ? Nếu như mà lấy trả góp chiếc xe này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 233 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 270 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 253 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Ở tỉnh là 233, Hà Nội là 270 và thành phố Hồ Chí Minh là 253 theo phương án trả góp. Với những cái chính sách giá bán hàng của bên phía Mitsubishi thì nó không phân vùng. Anh chị ở đâu có thể về Hà Nội, có thể là về Hồ Chí Minh lấy xe một cách thoải mái anh chị nhé, bán toàn quốc luôn. Sang cái phiên bản tiếp theo, đó là Mitsubishi Outlander CVT phiên bản premium. Phiên bản này thì option của nó đầy đủ hơn và đương nhiên cái mức tiền của nó cũng là đắt hơn quý chị các bạn nhé. Giá niêm yết đề xuất của phiên bản này là 950 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Với những anh chị khách hàng nào mà ở khu vực Hà Nội nhá, hiện tại đại lý đang bán với mức giá chỉ còn lại là 862 triệu đồng thôi. Một mức giá rất là tốt, giảm lên tới 88 triệu dành cho quý chị các bạn. Thế còn ở Hồ Chí Minh thì giá bán cao hơn một chút, giá bán ở Hồ Chí Minh còn lại tại thời điểm này tốt nhất là 883 triệu đồng. Với cái mức giá mà mình vừa đọc còn lại như vậy, lăn bánh ở tỉnh khu vực phía Bắc này sẽ là 957 triệu. Ở Hà Nội lăn bánh là 996 triệu. Ở các tỉnh khu vực phía Nam lăn bánh sẽ là 979 triệu và thành phố Hồ Chí Minh lăn bánh là 999 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Em xin nhắc lại nhé, ở tỉnh phía Bắc lăn bánh là 957, ở Hà Nội là 996, ở tỉnh phía Nam lăn bánh là 979 và thành phố Hồ Chí Minh lăn bánh là 999 triệu với phiên bản premium này. Lên được cái phiên bản premium này, chúng ta có cái đèn của nó là đèn LED auto rồi, còn cái bản CVT thường kia chỉ là đèn halogen thôi. Lên được cái phiên bản premium này, chúng ta có cái tựa lưng của nó là điều chỉnh điện rồi, nó có sưởi ở hàng ghế phía trước rồi, nó có cửa sổ trời rồi. Ngoài ra thì có một vài những tính năng an toàn chủ động, ví dụ như là cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn, rồi là cảnh báo điểm mù, rồi là hỗ trợ chuyển làn, rồi là cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, rồi là cảm biến ở phần đầu xe. Đấy, những cái sự mà nó, những cái option, những cái trang bị tính năng mà nó hơn so với cả cái phiên bản CVT thường, nó là như vậy quý vị các bạn nhé.
Và quay trở lại với cập nhật về giá của bản premium này, theo phương án trả góp thì ở tỉnh tối thiểu bỏ ra là 285 triệu, ở Hà Nội tối thiểu bỏ ra là 324 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu bỏ ra là 305 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Tỉnh là 285, Hà Nội là 324 và thành phố Hồ Chí Minh là 305 theo phương án trả góp. Đó là hai sự lựa chọn về cái dòng xe Outlander tại thời điểm dịp giữa tháng 4 này. Mỗi chiếc xe có tới 7 chỗ ngồi, option cũng rất là ok. Kiểu dáng thiết kế thì mình nghĩ là nó cũng tương đối là thực dụng dành cho cái chiếc xe này. Nếu anh chị chúng ta đang có nhu cầu cần tới số chỗ ngồi nhiều, một chiếc xe cũng chắc chắn mượt mà, hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, và ở miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng, hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.